BioLife của Unicity được xem là giải pháp tăng cường sức khỏe, tăng tuổi thọ cho con người. Có thể nói rằng, sự ra đời của sản phẩm là bước đột phá mới trong công nghệ và khoa học dinh dưỡng. BioLife của Unicity bổ sung cho cơ thể hàm lượng vitamin khoáng chất rất dồi dào để tăng năng lượng cho cơ thể, giảm mệt mỏi và uể oải, tăng sức chịu đựng và sự bền bỉ cho cơ thể. Đặc biệt, sản phẩm với hàm lượng calo thấp nên không làm tăng cân. Duy trì được cơ thể khỏe mạnh mà vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, đồng thời kích thích trao đổi chất, đặc biệt là những vận động viên thể thao giúp giữ cho cơ thể có một năng lượng mạnh mẽ trong một ngày dài, đốt cháy mỡ thừa để giảm cân hiệu quả. Công dụng của BioLife E: tăng cường bổ sung năng lượng cho cơ thể, chống oxy hóa, tiêu diệt các gốc tự do để ngăn ngừa bệnh tật, góp phần nâng cao tuổi thọ, kích thích trao đổi chất để tiêu hao mỡ thừa, giữ vóc dáng thon gọn, giải nhiệt cơ thể, tăng cường trí nhớ, giảm stress, tăng khả năng tập trung, giữ tinh thần tỉnh táo để làm việc hiệu suất hơn. Cách sử dụng: pha mỗi gói với 300ml nước lọc, nước trái cây, sữa hoặc các loại nước giải khát mà bạn thích. Sử dụng trước khi tập thể thao, lúc cảm thấy căng thẳng hoặc khi bạn cần tăng thêm năng lượng. Cho vài viên đá nhỏ vào và uống rất ngon. Dùng 1 đến 2 gói mỗi ngày. Đối tượng sử dụng: vận động viên thể dục thể thao và những người năng động, người cần cung cấp năng lượng cần thiết, người cần tập trung cao độ đạt hiệu quả trong công việc, người bận rộn không có thời gian bổ sung năng lượng.